như vậy, cô và cha Quyên sao rồi, có đúng hai người quay lại không? Cô thừa nhận đi, cha Quyên có anh em trên đôi, có đúng vậy không? Dạ, đó chính là lý do cậu ấy không nhận ra chúng tôi. Nè mọi người, chờ chút đã, tôi sẽ không chạy nữa đâu. Mà ai nói với mấy cậu là tôi quay lại với cha Quyên vậy hả? Miguel nói đó, cậu ấy đã thấy hai người, và cậu đã nói là cha Quyên là bạn trai của cậu nữa. Cậu có chắc nó đúng là cha Quyên không? Thấy chưa, mấy cậu còn không chắc nữa mà, vậy mà đã kết luận rồi. Có thể Miguel đã thấy Pedro, bạn thân của tôi đó. Và tôi không hề nói là bạn trai, mà là bạn thân. Vậy tại sao cậu ấy không nhận ra chúng tôi? Về việc các cậu nói là cha Quyên không nhận ra các cậu, sao lại hỏi tôi chuyện đó chứ? Sao không đi hỏi cậu ta đó?